Được không, Minh Phú chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay giới thiệu cho mọi người là một cái mẫu cần câu tay. Thì cái này là cái cần bãi, mẫu cần tay bãi anh em nhé, cần bãi đấy. Thì nhà em lục lên thì còn mỗi 3 cây này thôi. Cần này cần tên là Mắc 3 đấy. Thì giới thiệu luôn và cho anh em cái cần từ gốc là cái gốc này bằng cái này bằng carbon hay nhựa gì em chả rõ nữa, cầm nó rất là chắc chắn tay à. Đấy, màu sắc là màu đen, thêm vài cái vân da cam vào. Đây, tên cần này, Mắc 3 anh em đấy. Thì cái cần này cần bãi, mà cần bãi này cần bãi phôi là phôi fit thôi đấy. Đây, phôi fit thôi. Cần này khoảng cái đọt này có tầm khoảng 1 ly thôi anh em nhé, đọt này đọt 1 ly thôi, dành cho anh em nào câu cảm giác thôi anh em nhé. Đấy, câu cái loại này câu cảm giác, dành cho anh em câu cảm giác đấy. Đọt 1 ly các cần này cần fit đấy. Thì câu này thì nhà em có còn 3 cây thì 2 cây 3m6, 1 cây 4m5 đấy, như video đây. Thì bây nhà em bán nhanh cho hết này, đồng giá là 330.000 một cây. Thì anh em nào mua thì cứ liên hệ với số điện thoại là 0366611689 anh em nhé. Đấy, thì anh em nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đấy, hoặc để lại số điện thoại ở phần bình luận cho em, em sẽ có nhân viên gọi hỗ trợ anh em về tư vấn về cái cần này. Nhắc lại cho anh em nhé, cần này là cần tay bãi Mắc 3, hàng fit, có size 45 và 3m6, đồng giá là 330.000 một cái. Thì anh em mua cứ liên hệ thôi. Anh em nhớ đăng ký kênh và theo dõi cho em nhá, để xem những video tiếp theo của em giới thiệu nhá. Và cái cần này thì cần tay bãi này thì cho em đấy mã số là video số A1 anh em nhá. Đấy, về hàng bãi. Rồi, xin chào tất cả mọi người.